Với hơn 1,6 tỷ thì quý vị có thể nhận nhà ở đâu mà sổ hộ khẩu Hà Đông, diện tích 40 m, thiết kế được 3 phòng ngủ. Xin chào tất cả mọi người, Ngọc Ánh đã quay trở lại rồi đây. Trong video này Ngọc Ánh sẽ quay và giới thiệu cho quý vị dự án 3 căn nhà mới nhất tại quận Hà Đông. Giá rẻ, sổ sách, pháp lý rõ ràng, 3 căn nhà, 3 cuốn sổ đỏ khác nhau, 3 căn bán 1 và hiện tại trong video này là còn 2 căn, căn này và căn này thưa quý vị. Hướng nhà là hướng Tây Nam, ngõ trước nhà tương đối rộng, với ngõ trước nhà khoảng tầm được 2,5 m, gần 3 m, cách với lại trục đường ô tô đi lại 50 m, thuận tiện cho quý vị đi làm ở Hà Đông, quý vị đi làm ở Thanh Xuân. Với cái tầm tài chính giá rẻ, sổ đỏ pháp lý chuẩn chỉnh, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu. Thông số nhà 40 m², thiết kế và xây dựng là 3 tầng, hẳn được 3 phòng ngủ. Hướng nhà là hướng Tây Nam. Mời quý vị theo chân Ngọc Ánh vào khám phá cụ thể ngôi nhà này thiết kế ra sao. Với phần cửa chính của ngôi nhà, cả 3 cửa đều thiết kế 2 lớp. Bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện, bên trong là cửa gỗ kính. Căn nhà thiết kế theo phong thái hiện đại, cũng như là sổ đỏ, cũng như bàn giao nhà theo hiện trạng ở trên video. Tầng 1 thiết kế cho quý vị công năng sử dụng phòng khách, phòng bếp, một phòng vệ sinh. Vị trí thuộc phường Biên Giang, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Tại vì sao ở đây nó rẻ nhất quận Hà Đông? Bởi vì cái quỹ đất của nó còn nhiều. Và từ vị trí này mà đi lên tới trung tâm Hà Đông thì nó khoảng tầm 7 đến 8 km. Cho nên cái giá bán của nó vô cùng là hợp lý. Hơn 1 tỷ 6 cho một ngôi nhà, cả nhà và đất mà diện tích tận 40 m. Thiết kế cầu thang giữa, phòng khách riêng, phòng bếp riêng, hợp lý. Nằm ở trong khu dân cư đông đúc, xung quanh ngập tràn tiện ích, chợ, trường, phường, trạm, trường mầm non, tiểu học, cấp 1, cấp 2, chợ dân sinh, đi ra tới trục đường theo trục đường quốc lộ 6, bán theo trục đường quốc lộ 6 mở rộng, có rất nhiều về những cái dự án vành đai đang là phát triển, vành đai 4 này, dự án 3.5, nói chung là rất là ok. Và quan trọng nhất thì căn nhà này có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Tất cả những ngôi nhà Ngọc Ánh quay review chuẩn chỉnh cho quý vị 100% sổ đỏ chuẩn chỉnh, pháp lý rõ ràng, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng 70-80% giá trị nhà sau khi ngân hàng định giá, cũng như là lãi suất cực kỳ là hợp lý. Bởi vì sao ạ? Cái lãi suất mua nhà là những cái mà quý khách hàng được hưởng thời gian vay lâu nhất, tối đa 30 năm, tối thiểu là 3 năm, với những cái rất là nhiều cái ưu đãi. Đây là phần không gian phòng bếp, với toàn bộ tủ bếp của ngôi nhà thiết kế là tủ bếp là tủ gỗ. Xung quanh bếp thì là ở đây là chủ nhà là ốp gạch mọi người ạ. Và mặt bếp ốp đá granite, phụ kiện bếp chất liệu inox 304, chậu rửa vòi rửa thiết kế xong xuôi chỉn chu cho quý vị ở đây. Hồ sơ nước, hồ sơ điện xong hết, riêng biệt từng căn. 3 căn nhà xây dựng theo hình thức liền kề, tuy nhiên tường riêng, cột riêng, móng riêng. Tại thời điểm bây giờ thì tất cả các chủ nhà, chủ đầu tư đều xây là tường 10 riêng nha mọi người. Cho nên là toàn bộ là xây khung cột riêng, tường riêng cho quý vị. Đây là phần không gian phòng bếp, gạch lát nền kích thước gạch 60-60, hệ thống trần thạch cao tầng 1 đều đầy đủ cho quý vị. Ngoài phòng khách thì chủ nhà có lắp cho quý vị một chiếc quạt trần, ở bên trong phòng bếp thì chủ nhà lắp cho quý vị một chiếc đèn trang trí, đèn chùm. Ngoài cái phần phòng khách, phòng bếp thì chủ nhà thiết kế thêm cho quý vị một phòng vệ sinh sử dụng ở phía dưới tầng 1, tương đối rộng thoáng mọi người ạ. Phòng vệ sinh đây đầy đủ hết công năng, bồn cầu, máy bơm, vòi xịt. Trong phòng vệ sinh thì được chủ nhà ốp gạch lên trên tới tận trần này, màu ghi sáng rất là sạch sẽ. Cửa nhà vệ sinh thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp đấy, thiết kế chỉn chu đầy đủ. Quý vị nào mà đang hợp hướng Tây Nam mà tầm tiền lại chỉ có bằng đấy thôi thì đừng bỏ lỡ ngôi nhà này, rất là hợp lý. Tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 3 của ngôi nhà thiết kế toàn bộ là gỗ. Rồi là ngăn cách giữa phần cầu thang, cửa chính, phòng khách thì chủ nhà có lắp cho quý vị một vách CNC cũng là bằng chất liệu là gỗ ở đây. Mặt bậc của bậc thì thiết kế từ tầng 1 cho tới lên tầng 3 là thiết kế là mặt đá đen và cổ trắng. Mời quý vị theo chân Ngọc Anh lên khám phá các tầng tiếp theo của ngôi nhà. Và trên phía tầng 2 của ngôi nhà thiết kế cho quý vị sử dụng công năng 2 phòng ngủ thoáng trước, thoáng sau. Đây là phần phòng ngủ đầu tiên, bên trong cửa sổ thông thoáng. Ở với cái vị trí này thì ngay gần với chợ mọi người ạ. Ngay gần chợ dân sinh, trường mầm non, tiểu học, mầm non cấp 1, cấp 2 cách khoảng tầm 500-700 m. Nói chung là với cái tầm này mà đi lại thì rất là ok. Bố mẹ có đi làm xa một chút nhưng mà xung quanh vị trí mà mình ở thì con cái ở, đi lại sinh hoạt hàng ngày rất là thuận tiện.
Đây là phần phòng ngủ tầng 2 hướng ra phía bên ngoài. Căn nhà này thiết kế đầy đủ cho quý vị được 3 phòng ngủ tầng 2, 2 phòng ngủ thoáng trước, thoáng sau, tất cả các cửa thông phòng thiết kế là cửa gỗ. Trên tầng 2, chủ nhà không thiết kế trần thạch cao đâu mọi người ạ. Chỉ thiết kế trần thường như thế này thôi. Đấy, cửa sổ thiết kế đầy đủ 2 lớp cửa. Phòng vệ sinh sử dụng cho 2 phòng ngủ trước và sau. Phòng vệ sinh đây. Phòng vệ sinh này thì chủ nhà cũng ốp gạch, sẽ rất là sạch sẽ, đầy đủ công năng bồn cầu, hệ thống sen tắm, lavabo, điện nước đầy đủ riêng biệt, hồ sơ điện, hồ sơ nước riêng biệt. Đây là phần tầng 2, mời quý vị theo chân Ngọc Ánh lên khám phá tầng cuối cùng của ngôi nhà. Và với tầng 3 của ngôi nhà thiết kế cho quý vị ô giếng trời thoáng để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Với diện tích 38-40m2, thiết kế và sử dụng 3 phòng ngủ rất là hợp lý. Trên việc tầng 4 này thiết kế cho quý vị một phòng ngủ nữa ở phía bên trong đây. Đây là phần phòng ngủ nằm ở trong khu dân cư đông đúc, trước và sau đều có khu dân cư cho nên quý vị hoàn toàn yên tâm. Vị trí đi lại thuận tiện cho quý vị đi làm. Nói chung từ vị trí này mà nếu như để đánh giá lên tới ngã tư Sở thì nó rơi khoảng tầm 13-14 km. Cho nên là nếu như quý vị có thể cân đong đo đếm cái quãng đường đi của mình. Đây là phần phòng vệ sinh là sử dụng ở tầng 3. Với phòng vệ sinh này thì như thế là sử dụng tầng 1, tầng 2, tầng 3, mỗi tầng một phòng. 3 tầng, 3 phòng ngủ. Đây là phần phòng thờ thưa quý vị. Phòng này là sử dụng làm phòng thờ. Còn nếu như quý vị không sử dụng làm phòng thờ mà quý vị để ban thờ ở phía dưới tầng 1 thì phòng này quý vị có thể tận dụng làm phòng làm việc tùy mục đích công năng. Và đây, sân phơi. Tiếp theo, hàng xóm. Đấy, rất nhiều quý khách hàng sẽ hỏi rằng là với những cái căn nhà giá rẻ này thì chắc là nó nằm ở khu dân cư thưa thớt mọi các thứ, nhưng mà thực tế luôn là Ngọc Ánh quay rất là cụ thể rõ ràng, review chuẩn chỉnh, nhà pháp lý sổ sách rõ ràng. Mọi người muốn tìm hiểu biết thêm thông tin chi tiết cụ thể liên hệ trực tiếp với Nha Tốt để đi xem nhà và có thể chọn lựa cho mình được ngôi nhà ưng ý nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.